Chào Bùi Thơm ạ, chào chị Bùi Thơm nhá. Chào tất cả các mẹ đang xem live của em nè ạ. Mẹ nào đang xem live cho em xin một chấm được không ạ? Mẹ đang xem live stream cho em xin một chấm nhá. Có mẹ nào đang xem live không nào? Mẹ ơi 27 cân có nhá. Mẹ chiếc gối không màu ơi có 27 cân đấy ạ. Có 27 cân mẹ nhá. Mẹ nào đang xem livestream cho em xin một chấm nào. 27 cân có, áo len thì không có rồi. Chị ơi, nhà em hôm nay có áo khoác kaki nốt lông cừu nhá. Áo khoác kaki nốt lông cừu với áo khoác da, áo khoác phao nốt lông vũ thôi ạ. Áo khoác kaki nốt lông cừu đấy ạ. Áo khoác kaki nốt lông cừu nhá. Hôm nay cũng xả chỉ với giá là 30k một áo thôi. Hôm nay thì em sẽ xả nốt một nay này thôi nhá. Em sẽ xả hết hôm nay thôi. Áo màu ạ. 140 kg á, chị ơi, chị nói. Rồi ok, nhanh tay dùng em. Áo khoác kaki nốt lông cừu hôm nay chỉ xả với giá là, hôm nay áo khoác kaki nốt lông cừu hôm nay em xả với giá là, áo khoác kaki nốt lông cừu hôm nay xả với giá 30k một áo nhá. Áo khoác kaki nốt lông cừu xả với giá 30k một áo. Mẹ nào nhanh tay dùm em nào. Mẹ nào đang xem livestream nhanh tay cho em xin một chấm nhá. Ok chị Thu Mai nào. Rồi ok Huệ Nguyễn ơi, chị thông cảm là hiện tại là shop em đang rất là đông khách ạ. Thì bên em sẽ check inbox cho chị ngay giờ nhá, chị Huệ Nguyễn nhá. Tại vì là cũng size 140 rồi chị ơi, không có size 140 đâu chị Đỗ Danh nhá. Đây ạ, áo khoác da này nhà em đủ size đủ số từ 7 đến 35 đủ size đủ số từ 7 đến 32 cân nhá. Xả với giá nào? 30k một áo ạ, 30k một áo khoác da. Ok chị Hi Sa Sa. Bé 13 14 cân có chị ơi, bé 13 14 cân có chị Thu Hà Nguyễn nhá. Áo khoác kaki nốt lông cừu đấy ạ. Áo khoác kaki nốt lông cừu, mẹ nào đặt hàng nhanh tay giùm em. Chị Hoa Nguyễn ơi, chị chia sẻ đủ là em sẽ chốt cho mình nhá. Tại vì là vừa một cái vừa lấy là do là bên em mạng bị vấn đề đấy ạ, nên là không ấy cho mình được. Các mẹ nhanh tay chia sẻ đầy đủ để em chốt nào. Các mẹ nào đặt hàng nhanh tay giùm em. Chị Hương Giang ơi, mình chia sẻ đủ để em chốt cho mình Hương Giang nhá. Rồi ok, áo khoác kaki này nốt lông cừu này nhanh tay giùm em. Đúng size từ 7 đến 32 cân nhá. Đúng size từ 7 đến 32 cân đi ạ. Mẹ nào nhanh tay đặt hàng luôn cho em ạ. Đúng size từ 7 đến 32 cân. Ok, kaki nốt lông cừu ạ. Kaki nốt lông cừu nhân tạo ạ. Đúng size từ 7 đến 32 cân nhá. Mẹ nào nhanh tay giùm em ạ. Cả bạn trai bạn gái đều mặc được luôn. Rồi ok ạ. Ok nhá, áo của chị Hương Giang này, áo khoác da đen đúng không ạ? 30 nhóm đúng không ạ? Ok chị Hương Giang nhá. Rồi không chia sẻ thì bên em sẽ không chốt được nhá. Bên em chỉ chốt cho mẹ nào chia sẻ đủ giùm em thôi. Ok chị Đỗ Anh đã chia sẻ được đặt hàng luôn cho em. Rồi, hôm nay áo khoác phao hôm nay em sẽ xả áo khoác phao nốt lông vũ nhá. Áo khoác phao này bên trong được nốt lông vũ ạ. Các mẹ cực ấm luôn, chỉ xả với giá là 35k một áo nhá. À 30k một áo thôi ạ, nhanh tay giùm em nhá. 30k một áo ạ, nhanh tay giùm em. Chị Bất Hối ơi, chia sẻ đủ để em chốt cho mình ạ. Áo khoác phao nốt lông vũ xả với giá 30k một áo về đủ màu cho cả nam cả nữ nhá. Áo khoác phao này được nốt lông vũ các chị ạ. Áo khoác phao bên trong này được nốt lông vũ cực ấm và cực nhẹ luôn nhá. Nhẹ vừa nhẹ vừa ấm nè, nhanh tay giùm em. Áo khoác phao này xả với giá 35k một áo, 30k một áo nhá. Bên trong được nốt lông vũ cực ấm nè, siêu ấm và siêu nhẹ nhá. Áo khoác phao được nốt lông vũ bên trong đủ size đủ số từ 7 đến 32 cân ạ. Đủ size đủ số từ 7 đến 32. Ok chị Đỗ Doanh nhá. Ok chị Sờ Lan Mi Nguyễn ạ, chia sẻ đầy đủ là đặt hàng luôn cho em. Nhà em đủ size đủ số từ 7 đến 32 cân ạ. Đủ size đủ số từ 7 đến 32 cân nhá. Rồi đặt hàng vui lòng chia sẻ đầy đủ giùm em. Ok chị Công Danh 32 kg đúng không ạ? Chị Hương Giang ơi, mình chia sẻ đủ để em chốt nhá. Áo khoác phao này được nốt lông vũ đấy ạ. Cực ấm luôn, chỉ với giá là 35k thôi. À 30k thôi nhá. Ok chị Lê An ơi, mình chia sẻ đủ để em chốt cho Lê An nào. Chị Long Gia bảo ơi, đồng giá là 30k. Áo khoác kaki nốt lông cừu nhân tạo ạ. Áo khoác kaki này được nốt lông cừu nhân tạo bên trong nhá. Sẽ cực ấm luôn, áo khoác kaki này được nốt lông cừu bên trong nha. Ok chị Muôn Hà nhá. Lông cừu này là lông cừu
cừu nhân tạo. Đúng, ok chị Bùi Thơm ơi, 40 hội nhóm rồi mình sẽ được miễn ship ạ. Hôm nay mẹ nào chia sẻ trên 30 hội nhóm em sẽ miễn ship nhá. Mẹ nào chia sẻ 30 hội nhóm sẽ miễn ship được không ạ? Dạ chỉ với giá 30k thôi, hôm nay em đang xả áo ấm cho bé đấy ạ. Nhanh tay giùm em nhá. Trong trong chương trình áo ấm cho bé của shop bên em ạ. Các mẹ nhanh tay đào Xuân Võ rồi, ok chị Xuân Đào Võ chia sẻ đầy đủ được đặt hàng luôn cho em. Thấy Đình Niên rồi. Đình Niên ơi mình chia sẻ được, có thể đặt hàng luôn cho em nhá. Rồi áo khoác da này xả với giá 35k một áo. À 30k một áo khoác da, ok chị Ngọc Kim ạ. 30k một áo khoác da nhá, cả trai cả gái đều mặc được. Ok chị Nguyễn Ánh 20 và 15 cân áo khoác kaki màu gì ghi rõ giùm em. Ok chị Bin Bin ạ. Mẹ nào đặt hàng vui lòng chia sẻ đầy đủ giùm em. Chị Hương Giang ơi chị thông cảm là lần trước thì là do lỗi mạng bên em đấy ạ. Chị chia sẻ bên này này để em chốt cho mình nhá. Ok chị Cao Thị Huế nhá ở Quảng Nam nào. Rồi mẹ nào chia sẻ đầy đủ rồi cho em xin cân nặng cộng số điện thoại được không ạ? Chị Môn Hà ơi 20 hội nhóm mình vẫn chưa được miễn phí ship về tận nhà đâu ạ. Rồi ok chị Ngọc Kim nào, áo khoác da này được lót lông cừu nhân tạo nhá. Cực ấm và cực dễ chịu đấy ạ. Cực ấm và cực dễ chịu, bên trong được lót lông cừu nhân tạo nhá. Cả bạn trai bạn gái đều mặc được, chỉ xả với giá 30k thôi. Ok chị Cún Yêu ơi mình cho em số điện thoại để em chốt cho mình nhá. Thu Hàng ơi 50 hội nhóm mình sẽ được miễn ship được không ạ? Mẹ chia sẻ trên 30 hội nhóm em sẽ miễn ship toàn quốc cho mẹ đấy được không ạ? Rồi ok chị lấy hai áo khoác kaki lót lông cừu đúng ạ? Rồi chị Môn Hà ơi 16 tuổi ok chị, à 16 cân. Áo khoác kaki lót lông cừu này xả với giá là 30k một áo thôi, từ 7 đến 32 kg đủ size nhá. Từ 7 đến 23 kg đủ size. Chị sinh nhật dưới mưa ơi, em chào chị. Ok chị Nương Nguyễn nào, rồi 30k một áo thôi ạ. À. Hôm nay xả cực rẻ nhá. Hôm nay bên em có chương trình áo ấm cho bé xả cực rẻ luôn, chỉ với giá 30k một áo khoác kaki nhá. Đặt hàng vui lòng chia sẻ đủ giùm em, chị Bất Hối ơi chia sẻ đủ để em chốt chị Bất Hối nhá. Rồi ok chị đã nhận được áo khoác kaki rồi, rất đẹp rồi, cảm ơn chị nhá. Rồi ok áo khoác kaki hôm nay xả cực rẻ, chỉ xả với giá nào, chỉ xả với giá là 30, chỉ xả với giá là 30k thôi. Ok chị Nương Hòa. Rồi áo khoác da này xả với giá là 30k. Ok chị Tuyết Tít nào mình được miễn phí ship nhá. Tuyết Tít chia sẻ đúng giùm em rồi. Ok đặt hàng luôn ạ. Áo khoác da này xả với giá là 30k. Ok chị Phạm Phạm nào, áo khoác kaki bao nhiêu cân chị Phạm Phạm ơi? Xả với giá là 30k dành cho mẹ nào chia sẻ đầy đủ nhá. 30k một áo khoác thôi ạ. Ok chị Quỳnh Đen nào đã chia sẻ đầy đủ được đặt hàng nào chị Quỳnh Đen nhá. Rồi xả áo ấm cho bé đấy ạ, một like duy nhất nhá. Em không có like 2 đâu ạ, thông báo với các mẹ là em chỉ có một like duy nhất thôi. Mẹ nào đặt hàng vui lòng chia sẻ đủ giùm em để em chốt nhá. Mẹ nào đặt hàng vui lòng chia sẻ đủ giùm em để em chốt nào. Hai lần trên trang cá nhân, tối thiểu là 10 hội nhóm bạn ai biết cho em. Ok chị Nong Gia Bảo nào, áo khoác da này xả với giá là 35k nhá. 30k đấy ạ, da này không bong không chóc đâu ạ. Ok chị Triệu Trang ạ, chia sẻ đầy đủ giùm em hai lần trên trang cá nhân, tối thiểu là 10 hội nhóm bạn ai biết cho em. Áo khoác da không bong không chóc. Rồi áo khoác phao được lót lông vũ bên trong nhá, siêu nhẹ và siêu ấm ạ. À. Áo khoác phao được lót lông vũ nhá, siêu nhẹ và siêu ấm luôn. Xả với giá 35k về đủ màu cho các mẹ lựa chọn đây ạ. À. Màu sáng, màu xanh đây ạ, à, cho cả bạn nam bạn nữ đều mặc được nhá. Áo khoác phao lót lông vũ đây ạ, à, cả bạn nam bạn nữ đều mặc được luôn. Về đủ màu cho các mẹ lựa chọn thoải mái luôn nhá. Áo khoác phao này đủ size từ 7 đến 33 cân ạ, à, đủ size từ 7 đến 32 cân nhá. Áo khoác phao đủ size từ 7 đến 32 cân. Áo khoác phao này được lót lông vũ nhỉ. 30k một áo thôi ạ. 30k một áo dành cho mẹ nào chia sẻ đủ nào. Hai lần trên trang cá nhân, tối thiểu là 10 hội nhóm bạn ai biết cho em. Ok chị Đình Niên ơi, chị đặt hàng luôn cho em. Ok Phong Thủy nhá. Mẹ nào chia sẻ đủ mới chốt, mẹ nào chia sẻ thiếu là em không chốt đâu nhá. Mẹ nào chia sẻ đủ em mới chốt, còn mẹ nào chia sẻ thiếu em không chốt đâu. Ok chị Kết Trần ạ, 30k một áo thôi ạ. 30k một áo khoác phao dành cho mẹ nào nhanh tay ạ. Về đủ màu cho các mẹ lựa chọn thoải mái luôn, áo khoác phao về đủ màu nhá. Cả trai cả gái đều mặc được, áo khoác phao này được lót lông vũ chị ơi. Ok chị lấy bốn áo khoác phao 4 màu đúng không ạ? Rồi ok chị Đồ Gỗ Minh Loan đã chia sẻ đặt hàng luôn cho em áo khoác phao 10 cân. Chị Tuyết Tít ơi mình lấy cho bé màu gì ghi rõ màu giùm em, nhà em về đủ màu đấy ạ. Rồi các mẹ đã đặt hàng vui lòng chia sẻ đầy đủ giùm em. Áo khoác phao này được lót lông vũ nhá, siêu nhẹ và siêu ấm ạ. Áo khoác phao lót lông vũ siêu nhẹ và siêu ấm, đặt hàng vui lòng chia sẻ đủ giùm em. Ok chị Hoàng Hải đã chia sẻ đặt hàng nào. Các mẹ chia sẻ đúng cho em hai lần trên trang cá nhân, tối thiểu là 10 hội nhóm bạn ai biết cho em nhá. Hai lần trên trang cá nhân nào, tối thiểu là 10 hội nhóm bạn ai biết cho em. Ok chị Liễu Sinh ạ, chị Liễu Sinh vui lòng chia sẻ đủ em mới chốt nhá. Em chỉ chốt cho mẹ nào chia sẻ đủ thôi, còn chia sẻ thiếu em không chốt đâu ạ.
Rồi ok, mẹ nào chia sẻ trên 30 hội nhóm hôm nay sẽ được miễn ship ạ. Mẹ nào chia sẻ trên 30 hội nhóm sẽ được miễn ship nhá. Áo khoác da xả với giá là 35k một áo khoác da đẹp. 35k một áo khoác da dành cho mẹ nào chia sẻ đủ nào. Hai lần trên trang cá nhân, tối thiểu là 10 hội nhóm và like cho em nhá. Chia sẻ đầy đủ giùm em để em chốt áo khoác da này, cả nam cả nữ đều mặc được ạ. Cả nam cả nữ đều mặc được nào. Ok chị ơi. Chia sẻ đủ để em chốt nào. Ok chị nhá. Rồi đặt hàng vui lòng chia sẻ đủ giùm em. Áo khoác kaki này được móc nông cừu bên trong nhá. Áo khoác kaki này được móc nông cừu đấy ạ. Về 4 màu cho các mẹ lựa chọn thoải mái luôn. Ok chị muốn hà nào. Rồi 39 hội nhóm sẽ được miễn phí ship nhá. Chị Nương Hồng Nga ơi. Rồi chị lấy 4 áo chia sẻ đủ giùm em. 4 áo khoác kaki nốt nông cừu đúng không ạ? Áo khoác kaki nốt nông cừu này hôm nay chỉ giá 30k thôi. 30k một áo nhá. 30k một áo khoác kaki nốt nông cừu. Ok chị lấy 2 áo đúng không ạ? Rồi áo khoác kaki này được nốt nông cừu nhân tạo bên trong nhá. Áo khoác kaki này được nốt nông cừu nông cừu nhân tạo bên trong nhá. Mẹ nào đặt hàng nhanh tay giùm em chia sẻ đủ giùm em để em chốt nhá. Mẹ nào chia sẻ thiếu em không chốt đâu ạ. Chia sẻ đầy đủ giùm em nào. Hai lần trên trang cá nhân, tối thiểu là 10 hội nhóm bà lai biết cho em nhá. Rồi ok, áo khoác kaki nốt nông cừu đấy ạ. Rồi ok chị ơi, bên trong nốt nông cừu đủ size từ 7 đến 32. Đủ size đủ số từ 7 đến 32 cân nhá. Đủ size đủ số từ 7 đến 32. Ok chị Nga Ngốc ơi, mình chia sẻ đầy đủ rồi, đặt hàng mua cho em ạ. Ok chị Tình Nguyễn, hai áo khoác kaki ok chị nhá. Mẹ nào chia sẻ đầy đủ rồi, đặt hàng mua cho em để em chốt được không ạ? Rồi rất là nhiều mẹ chia sẻ, các mẹ chia sẻ đủ giùm em để em chốt nhá. Chia sẻ đầy đủ giùm em nào. Các mẹ chia sẻ đang chia sẻ thiếu rất là nhiều ạ. Hiện tại có rất là nhiều mẹ đang chia sẻ thiếu, các mẹ chia sẻ đủ giùm em để em chốt nhá. Rồi ok chị Ngân Lê nào, đã chia sẻ rồi đặt hàng luôn cho em ạ. Có rất là nhiều mẹ đang chia sẻ thiếu, các mẹ chia sẻ đủ giùm em để em chốt chỉ với giá là 30k một áo thôi ạ. 30k một áo khoác kaki nhá. Áo khoác kaki này bên trong được lót nông cừu, cả bạn trai bạn gái đều mặc được. Đủ size từ 7 đến 32 cân ạ. Đủ size từ 7 đến 32 cân. Áo khoác da đấy ạ. Áo khoác da bây giờ em sẽ hôm nay em chia sẻ với giá 30k thôi ạ. Ok chị Bảo Châu, 30k một áo khoác da đấy. Áo kaki màu gì ghi rõ giùm em nhá. Áo khoác da này là áo khoác da không bong không chóc nào. Em chỉ chốt cho mẹ nào chia sẻ đủ thôi ạ. Em chỉ chốt cho mẹ nào chia sẻ đủ nhá. Các mẹ chia sẻ đủ thì em mới chốt đấy ạ. Rồi mẹ nào chia sẻ đầy đủ rồi đặt hàng luôn cho em nhá. Mẹ nào chia sẻ đầy đủ rồi đặt hàng. Ok chị Thỏa Ngọc, đặt hàng luôn cho em ạ. Xả với giá là 35k một áo khoác da dành cho mẹ nào nhanh tay nhá. Đủ size đủ số từ 7 đến 35 cân ạ. Đủ size đủ số từ 7 đến 30 cân nhá. Áo khoác phao nông vũ đấy. Ok chị Minh Huệ, ok chị Minh Huệ nào, vitamin tình yêu ơi, áo khoác này 30k nhá. Ok chị Ni Nguyễn, 40 hội nhóm được miễn phí ship. Ok chị Cừu Ni Ní nào, chị Cừu Ni Ní chia sẻ đủ để em chốt nhá. Áo khoác phao nốt nông vũ xả với giá 35k một áo đấy ạ. Ok chị Đình Niên nào. Rồi ok chị Đình Niên rồi, kaki vàng phao đỏ rồi. Ok chị Đình Niên nào. Rồi ok chị Nguyễn Nhật Duy, ok chị Nguyễn Nhật Duy nhá. Mẹ nào đặt hàng vui lòng chia sẻ đầy đủ giùm em. Áo khoác phao siêu nhẹ và siêu ấm đấy ạ. Áo khoác phao này được lót nông vũ nhá, siêu nhẹ và siêu ấm luôn ạ. Chỉ với giá là 30k một áo khoác phao dành cho mẹ nào chia sẻ đủ nào. Mẹ nào chia sẻ đầy đủ em mới chốt nhá. Chia sẻ thiếu em không chốt đâu ạ. Rồi ok chị An An nào, chị An An ơi, mình chia sẻ đủ chưa để em chốt luôn cho chị An An nhá. Mẹ nào chia sẻ đủ mới chốt. Ok chị ạ. Chia sẻ hai lần trên trang cá nhân, tối thiểu là 10 hội nhóm và like bếp cho em nhá. Mẹ nào chia sẻ thiếu này em không chốt đâu. Ok chị Phương Liên ạ, đồ vét không có. Ok chị Thủy Hồ nha. Rồi lấy hai áo khoác phao cho em xin đầy đủ cân nặng cộng số điện thoại nào. Một áo gì chị ơi, chị Tuyết Trần, Triệu Tuyết ơi, chị ghi áo gì ghi rõ giùm em. Ok chị Việt Phạm nào, mẹ nào đặt hàng vui lòng chia sẻ đủ giùm em để em chốt nhá. Giá với giá nào, chỉ với giá nào. 30k một áo. Ok chị Hương Linh, kaki vàng. Ok da đỏ, chị Trang Sinh Ngọc chia sẻ đủ để em chốt nào. Rất là nhiều mẹ đang chia sẻ thiếu này, em sẽ không chốt đâu nhá. Em chỉ chốt cho mẹ nào chia sẻ đủ thôi. Áo khoác phao xả với giá là 30k một áo đấy ạ. Dành cho mẹ nào chia sẻ đủ nào. Mẹ nào chia sẻ đủ em mới chốt, mẹ nào chia sẻ thiếu không chốt nhá. Ok chị Bùi Bùi Ngọc Bình ạ. Ok Bùi Ngọc Bình chia sẻ đủ để em chốt nhá. Với giá là 35k một 30k một áo đấy ạ. 30k một áo dành cho mẹ nào chia sẻ đủ ạ. Áo khoác phao này được lót lông cừu bên trong nhá. Nên là mặc vào sẽ là cực nhẹ và cực ấm ạ. Áo khoác phao siêu nhẹ và siêu ấm luôn nhá. Lót lông cừu siêu nhẹ và siêu ấm, lót lông vũ ạ. Rồi nhanh tay giùm em, 50 hội nhóm mình sẽ được miễn ship. Áo khoác da xả với giá là 35k một áo khoác da nhá. 35k một áo khoác da dành cho mẹ nào chia 30k một áo khoác da đẹp. Dành cho mẹ nào chia sẻ đủ ạ. Hiện tại đang rất là nhiều mẹ đang chia sẻ thiếu, các mẹ chia sẻ đủ giùm em để em chốt ạ. Ok chị Nguyễn Ngọc nhá.
Hiện tại rất là nhiều mẹ đang chia sẻ thiếu, các mẹ chia sẻ đủ giùm em để em chốt được không ạ? Chia sẻ thiếu này em không chốt được nhá. Ok, chị Ngọc Hoàng nào đã chia sẻ đủ rồi đặt hàng luôn cho em ạ. Đã chia sẻ đầy đủ rồi đặt hàng luôn cho em nhá. Xả với giá nào? Xả với giá là 30k đấy ạ. 30k dành cho mẹ nào chia sẻ đầy đủ nào. Rồi ok, mẹ nào đã chia sẻ đầy đủ rồi đặt hàng luôn cho em được không ạ? Rồi áo khoác kaki đấy ạ. Áo khoác kaki nó nông cừu nhá. Rồi mẹ nào đã chia sẻ thiếu rồi chia sẻ bổ sung luôn cho em đấy ạ. Mẹ nào chia sẻ thiếu chia sẻ bổ sung luôn cho em nhá. Mẹ nào chia sẻ thiếu chia sẻ bổ sung luôn cho em với giá 30k đấy ạ. Rồi ok, áo khoác nốt nông cừu đấy ạ. Áo khoác kaki nốt nông cừu xả với giá là 30k một áo nhá. Mẹ nào chia sẻ đủ em mới chốt thôi, mẹ nào chia sẻ thiếu em không chốt đâu ạ. Rồi ok, chị Hoàng Ngọc nào đặt hàng luôn cho em đi ạ. Rồi mẹ nào chia sẻ đủ mới chốt nhá. 2 phút cuối cùng nào. Mẹ nào chia sẻ đủ chia sẻ bổ sung luôn cho em. Ok chị Nguyễn Ngọc Phong nhá. Áo khoác kaki nốt nông cừu xả với giá là 30k một áo đấy ạ. Một like duy nhất thôi. Rồi bây giờ mẹ nào đã chia sẻ đủ rồi thì dừng lại cho em để bên em chốt đơn nào. Mẹ nào chia sẻ thiếu chia sẻ bổ sung cho em đi ạ. Mẹ nào chia sẻ thiếu chia sẻ bổ sung luôn cho em nhá. Rồi ok nhá. Rồi ok, em sẽ like áo bò bây giờ nhá. Bây giờ em sẽ like áo bò cho các mẹ nào. Mẹ nào chia sẻ thiếu chia sẻ bổ sung luôn cho em ạ. Rồi mẹ nào chia sẻ thiếu chia sẻ bổ sung luôn cho em để em chốt đơn nhá. Rồi bây giờ em sẽ like áo khoác bò đây ạ. Áo khoác bò cho các mẹ đây nhá. Áo khoác bò hôm nay xả cực rẻ luôn. Áo khoác bò chỉ mà giá với giá 130 một áo khoác bò thôi ạ. Rồi nhanh tay giùm em nhá. 130 một áo khoác bò đây ạ. 130 một áo khoác bò nốt lông, mẹ nào đặt hàng nhanh tay giùm em nhá. Rồi về hai màu cho các mẹ lựa chọn luôn, màu xanh và màu xám nhá. Áo khoác bò nốt lông này xả với giá là 130 một áo khoác bò nốt lông nhá. Rồi ạ, hàng vừa về luôn chị ơi, hàng vừa về luôn nhá. Mẹ nào đã chia sẻ đầy đủ rồi thì dừng lại cho em để bên em chốt đơn nào. Mẹ nào chia sẻ thiếu chia sẻ bổ sung luôn cho em ạ. Mẹ nào chia sẻ thiếu thì chia sẻ bổ sung luôn cho em nhá. Mẹ nào chia sẻ thiếu chia sẻ bổ sung luôn cho em nào. Áo khoác bò này xả với giá nào 130 một áo khoác bò đấy ạ. 130 một áo khoác bò nhá. Áo khoác bò đồng giá 130 hết đấy chị ơi. Rồi ok ạ. Mẹ nào đã chia sẻ đầy đủ rồi thì dừng lại cho em để bên em chốt đơn nhá. Bây giờ em sẽ tiếp tục xả hàng ạ. Mẹ nào chia sẻ thiếu chia sẻ bổ sung cho em thôi ạ. Rồi quần bò 101 một quần nhá. Quần bò này 101 một quần ạ. Mẹ nào mua 2 quần em giảm giá còn 99k đấy ạ. Quần bò này 101 một quần, mẹ nào mua 2 quần giảm giá còn 99k. Từ 7 đến 30 cân đủ size nhá. Bé từ 7 đến 28 cân đủ size nào. Bé từ 7 đến 28 cân đủ size. Áo khoác bò đây chị bé gà ơi, áo khoác bò đây giờ em like đấy ạ. Rất là nhiều mẹ hỏi áo khoác bò thì em sẽ like áo khoác bò cho các mẹ nhá. Áo khoác bò này được nốt nung. Áo khoác bò này được nốt lông cừu nhân tạo nhá. Áo khoác bò được nốt lông cừu nhân tạo đây ạ. Hôm nay cũng chỉ xả với giá 130 thôi ạ. 130 một áo khoác bò nốt lông cừu nhân tạo đây ạ. Áo khoác bò 130 nhá chị nhá. Đủ size, đủ số từ 7 đến 26 cân ạ. Đủ size, đủ số từ 7 đến 26 cân. Rồi ok nào, mẹ nào đã chia sẻ đầy đủ rồi thì dừng lại cho em để bên em chốt đơn nhá. Mẹ nào chia sẻ thiếu chia sẻ bổ sung cho em thôi ạ. Mẹ nào chia sẻ thiếu chia sẻ bổ sung cho em thôi ạ. Rồi ok nào, đặt hàng luôn áo khoác bò nốt lông này xả với giá là 130 một áo nhá. 130 một áo bò nốt lông về hai màu xanh và xám ạ. Màu xanh và màu xám xả với giá 130 một áo nhá. Đặt hàng vui lòng nhanh tay rồi em. Ok chị lấy hai áo cho em xin đầy đủ. Chị Hòa Ruby ơi, bên em sẽ kiểm tra và đốt đơn cho mình chị Hòa Ruby nhá. Chị chờ nhân viên bên em để chốt đơn. Ok chị Phan Lê, áo khoác bò 17 cân có luôn ạ. Áo khoác bò 17 cân có luôn nhá. Cả trai cả gái đều mặc được. Chị Kim Thanh Trung ơi, áo khoác bò xanh 14 cân cho em xin đầy đủ địa chỉ nào Kim Thanh Trung ơi. Chị Phan Lê cho em xin đầy đủ số điện thoại chị ạ. Quần bò này 101 một quần, mẹ nào mua 2 quần em giảm giá còn 99k nhá. Quần bò 101 một quần, mẹ nào mua 2 quần em giảm giá còn 99k một quần thôi ạ. Quần bò này thì cả nam cả nữ đều mặc được luôn nhá. Quần bò này cả nam cả nữ đều mặc được luôn ạ. Quần này sẽ xả với giá là 99k một quần thôi ạ. Cho mẹ nào mua 2 quần nhá. 101 một quần, mẹ nào mua 2 quần. Ông Huyền ơi, chị ơi, ông Huyền ơi, chị cho em xin đầy đủ địa chỉ nhá chị ông Huyền ơi. Rồi ok, chị lấy 2 áo khoác bò cho em xin đầy đủ số điện thoại chị ạ. Chị Yến Nhi ơi, chị cho em xin đầy đủ số điện thoại nha chị Yến Nhi nhá. Áo khoác bò nốt lông cừu đây ạ, xả với giá 130 một áo ạ. 130 về hai màu xanh và xám ạ. Quần 19 cân có chị Thu Trang ơi, quần 19 cân có chị Thu Trang ơi. Quần này 101 một quần ạ, mẹ nào mua 2 quần em giảm giá còn 99k nhá. 101 một quần ạ, mẹ nào mua 2 quần em giảm giá còn 99k một quần đấy ạ. 101 một quần nha, mẹ nào mua 2 quần giảm giá còn 99k. Rồi ok chị ơi. Rồi ok nào. Rồi
1m2, 1m3 là mẫu gì, ghi rõ dùm em đi chị ơi. Hai quần bò nhé. Ok chị Tuyết Anh Nguyễn, cho em xin đầy đủ cân nặng cộng số điện thoại nào. Quần bò này đủ size từ 7 đến 28 cân, cả trai cả gái đều mặc được ạ. À. Đủ size từ 7 đến 28 cân ạ. À. Rồi áo khoác dạ chờ em một tí nhá. Mua đơn hàng trên 500k sẽ được miễn ship. Ok chị Trần Minh Vương, quần bò 12kg, chị lấy một cái, hai cái chị Trần Minh Vương ơi. Mua một cái là 101, còn mình mua hai cái này em giảm giá còn 99k nhá. Rồi ok ạ. À. Rồi đặt hàng luôn cho em nhá. Áo bò này xá với giá là 131 áo khoác bò đấy ạ. Rồi mẹ nào đã chia sẻ đầy đủ rồi thì dừng lại cho em để bên em chốt đơn nhá. Rồi áo khoác bò này cả trai cả gái đều mặc được nha. Chị Tina Phạm ơi, cả trai cả gái đều mặc được. Áo màu sáng có bé 4 tuổi không? Chị Thiên Bình ơi, bé 4 tuổi là bao nhiêu cân, ghi rõ giùm em. Áo bò này chỉ đến 26 cân thôi chị Thảo Nguyễn ơi. Áo bò này chỉ đến 16 cân thôi ạ. Rồi cao 1m2 và 1m3 ok luôn nhá. Chị Rạp Cưới Kiên Tuyền ơi, 1m2 và 1m3 ok luôn nhá. Chị đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào. Rạp Cưới Thiên Tuyền ơi, cho một áo bò rồi ok. Chị Môn Hà cho em xin đầy đủ địa chỉ. Chị Tuyết Anh Nguyễn cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào. Chị Tuyết Anh Nguyễn ơi, cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào. Chị Tuyết Anh Nguyễn nhá. Rồi ok nào, chị Thu Trang ơi, quần bò 19 cân rồi ok. Thu Trang cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ ạ. Một quần là 101, mẹ nào mua hai quần xá 99k. Ok nào, ông Huyền, chốt cho ông Huyền nào. 12 cân mặc đẹp luôn nhá. Chị Thanh Thị Dịu ơi, chị Thanh Thị Dịu ơi, 12 cân mặc đẹp, cho em một áo bò 18 cân. Ok chị Nam Sinh ạ. Rồi ok nhá, quần bò này chỉ đến 28kg thôi. Chị Đỗ Anh ơi, không quá đâu ạ. Áo khoác bò xanh 18kg mặc đẹp luôn nha chị ạ. Chị Hằng Hàng ơi, chị Hằng Hàng ơi, áo khoác bò này có 18kg nhá. Áo khoác bò này có 18kg đấy ạ. Áo khoác bò này đủ size từ 7, áo khoác bò này nhà em đủ size từ 7 đến 26 cân nhá. Rồi ok, chị lấy hai áo khoác bò đúng không ạ? Chị Nan Mai Thị Nan ơi, chị Nan Mai Thị Nan cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào. Chị Nan Mai Thị Nan ơi. Rồi ok nào, chị Hường Giang ạ, chị Hường Giang cho em xin đầy đủ địa chỉ. Chị lấy hai quần đúng không ạ? Rồi ok, chị lấy hai cái áo xanh với xám. Rồi ok, chị Yến Phi ạ. Chị Yến Phi ơi, mình lấy cho bé bao nhiêu cân ạ? Chị cho em xin đầy đủ số điện thoại cộng địa chỉ ạ. Chị Yến Phi cho em xin đầy đủ số điện thoại cộng địa chỉ nhá. Rồi ok, 29kg thì không còn rồi chị ơi. Rồi đặt hàng luôn cho em nhá. Áo khoác bò số 3 rồi. Ok chị Ngọc Nhi Nhi cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào. Chị Ngọc Nhi Nhi ơi, chị Ngọc Nhi Nhi cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào. Chị khóc cho số phận ơi. Rồi ok nào, nhanh tay dùm em quần bò này 101 một quần nhá. Mẹ nào mua hai quần giảm giá còn 99k đấy ạ. 101 một quần nào, mẹ nào mua hai quần em giảm giá còn 99k một quần thôi ạ. 101 một quần nhá. Mẹ nào mua hai quần em giảm giá còn 99k. Quần này chị ơi 90cm ạ. 99cm ok chị luôn nhá. Chị ông Huyền ơi, cho em xin đầy đủ cân nặng cộng số điện thoại luôn. Ok chị lấy 4 quần cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ ạ. Lấy 4 quần cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nhá. Áo khoác bò này xá với giá là 131 áo khoác bò đấy ạ. Đủ size đủ số từ 7 đến 26 cân ạ. Chị Mỹ Ninh ơi, chị thông cảm là em nhà em đủ size đủ số từ 7 đến 26 cân. Chị đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào. Ok chị Ngọc Nhi Nhi ạ. Ok chị Ngọc Nhi Nhi. Chị Nguyễn Thị Hoa ơi, bên em sẽ có nhân viên kiểm tra cho mình chị Nguyễn Thị Hoa nhá. Ok chị Nguyễn Ngọc ạ. Chị Nguyễn Ngọc ơi, rồi ok nào, chị Nguyễn Ngọc ơi, rồi ok, chị cho em xin đầy đủ địa chỉ giùm em nhá. Áo khoác bò này 131 áo đấy ạ, 131 áo nhá. Mẹ nào đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại chị ạ. Dạ mua 5 áo thì em sẽ miễn ship cho mình chị Ngọc Nhi Nhi nhá. Ok chị lấy hai quần chị Tâm Trần nào. Chị Tâm Trần lấy hai quần chị cho em xin đầy đủ địa chỉ nào. Ok chị Nước Mắt Mưa bé 10 cân cho em xin đầy đủ địa chỉ ạ. 13 cân là bao nhiêu cân chị? 13 tuổi là bao nhiêu cân chị Mai Thủy ơi? Rồi ok, áo khoác bò cho bé 16 14 kg nào, chờ ngày tiết tan cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào. Ok chị Yến Nhi, một cái 14 và một cái 9 cân đúng không ạ? Chị Yến Nhi cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào. Chị Yến Nhi ơi, 32 cân không còn. Áo bò đen 12 cân cho chị Thủy Nguyễn Thủy nào. Chị Nguyễn Thủy ơi, áo bò đen 12 cân cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào. Chị Nhật Anh Phạm ơi, áo bò đen 25 cân cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nhá. Rồi mẹ nào đặt hàng vui lòng cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào. Chị vào baby này đầu xin hộ em ơi. Chị Hồ Thúy ơi, chị Hồ Thúy cho em xin đầy đủ địa chỉ mẹ ạ. Mẹ nào đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ giùm em nhá. Rồi cho em xin áo bò nốt lông cừu nhân tạo nhá. Áo bò này nốt lông cừu nhân tạo đây ạ. Mẹ nào đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào. Ok Loan Mai Thị Loan đây ạ. Mẹ nào đặt hàng vui lòng cho em xin đầy đủ số điện thoại. Ok áo khoác bò rồi ok 12kg đặt hàng. Rồi 130 đúng rồi chị Yến Nhi nhá, 130 một áo bò quần. Mình mua quần này chỉ có 100 một quần thôi chị Yến Phi nhá. Mình mua hai quần này chỉ có 100 một quần thôi mẹ ạ. Chị không là chị lấy áo khoác bò luôn cho bé đấy chị ơi, áo khoác bò nắp lông đấy ạ.
Chị ơi quần lớp 1, 2 lớp 2 đấy, quần này là quần cho bé 10, 13 kg chị nhá, chị Lan Nguyễn ạ. Nhà em đủ size đủ số từ 7 đến 28 kg nhá, chị Lan Nguyễn nhá. Rồi ok, chị Nguyễn Thủy cho em xin đầy đủ địa chỉ giùm em ạ. Ok, chị Nhật Anh Phạm ở Thanh Hóa nhá. Quần vò này 101 một quần, mẹ nào mua 2 quần em giảm giá còn 99k. 101 một quần nhá, mẹ nào mua 2 quần em sẽ giảm giá còn 99k một quần đấy ạ. 101 một quần nha, mẹ nào mua 2 quần em giảm giá còn 99k đấy ạ. Nương Phạm nào em nhận được áo rồi nhé shop. Áo bò nông đẹp và ấm, cảm ơn chị Nương Phạm nhá. Rồi ok chị Phan Lê nào, áo bò cho bé màu xanh bao nhiêu cân đi chị Phan Lê, cho em địa chỉ đi ạ. Rồi quần bò 18, 12 và 25 cân màu xanh. Ok chị Tình Nguyễn cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào chị Tình Nguyễn ơi. Chị Tình Nguyễn ơi cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào chị Tình Nguyễn ơi. Cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nhá chị Tình Nguyễn nhá. Ok chị Hồ Thùy ở Bình Dương nào. 32 kg, chị Chi Võ chờ em một tí nhá chị nhá. Rồi áo khoác bò này đủ size từ 7 đến 26 cân. Quần bò này đủ size đủ số từ 7 đến 28 cân nhá. 101 một quần, mẹ nào mua 2 quần em giảm giá còn 99k thôi nhá. Rồi ok chị Tình Nguyễn cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào chị Trúc Nguyễn ơi. Áo bò nốt lông 13 cân ạ. Trúc Nguyễn cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ ạ. Áo bò đây chị ơi, áo bò này chỉ giá với giá 130 một áo thôi nhá. Rồi áo bò 16. Rồi ok áo bò 16 cân, 2 quần 16 cân. Rồi ok chị Vũ Vi Thu cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào Vi Thu ơi. Vi Thu cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nhá chị Vi Thu ơi. Chị Phan Lê ơi cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào. Mẹ nào đặt hàng vui lòng cho em xin đầy đủ số điện thoại cộng địa chỉ nhá. Áo khoác bò này xả với giá 130 một áo khoác bò. Quần bò này, quần bò này ạ, à, quần bò này xả với giá là 140 một quần nhá. Mẹ nào mua 2 quần em giảm giá còn 99k, cả trai cả gái đều mặc được nào. Áo bò 19 kg. Ok chị Yến Hoàng ơi mặc vừa luôn chị Yến Hoàng nhá. Quần bò đấy ạ, quần bò này là quần bò được sắn gấu hoặc các mẹ có thể thả xuống được nhá. Quần bò này có hai kiểu đấy ạ, các mẹ có thể sắn gấu lên và có thể cho xuống được nhá. Rất là dễ đấy ạ, quần bò này có thể cho xuống đấy ạ, thành quần rất là đẹp nhá. Có thể đưa lên được, đây ở đây có thêu chữ nhá, ở đây có thêu chữ rất là đẹp đấy ạ. Rồi ok nào, rồi ok, áo xanh 18 cân, rồi ok chị Hoàng Hà nhá. Áo bò không quá 30 cân, 2 quần 12 và 19 kg. Chị Trúc Nguyễn cho em xin đầy đủ địa chỉ nào. Ok chị Tâm Nguyễn, áo khoác bò 16 kg. Tâm Nguyễn cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nhá chị Tâm Nguyễn ơi. Chị Thủy Nguyễn Thủy ơi, mình ở đâu Thái Nguyên, ghi rõ rõ giùm em. Chị Cẩm Tuyên nào, ok chị Cẩm Tuyên ơi, rồi mình lấy mẫu gì mình ghi rõ giùm em nhá. Áo quần bò này 101 một quần, mẹ nào mua 2 quần em giảm giá còn 99k. Chị Tâm Nguyễn ơi, đặt áo bò này cho em xin đầy đủ số điện thoại chị ạ. Áo khoác bò xả với giá nào. Áo khoác bò này được lót lông cừu nhân tạo bên trong nhá. Áo khoác bò này được lót lông cừu nhân tạo bên trong ạ. Hôm nay em chỉ xả với giá 130 thôi. Ok chị Ken Thi Trần 15 kg có luôn nhá. Mẹ nào đặt áo bò hay quần bò thì nhanh tay giùm em, cho em xin đầy đủ cân nặng cộng số điện thoại được ạ. Bà áo bò 30 kg không có, áo bò này chỉ từ 7 đến 26 kg thôi nhá. Đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại cộng địa chỉ nào. Đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại cộng địa chỉ ạ. Rồi bộ bò Gucci đây em về. À, rồi ok chị Tâm Nguyễn cho em xin đầy đủ địa chỉ nhá. Rồi bộ bò Gucci này nhà em hôm nay chỉ xả với giá 150 một bộ bò Gucci đây ạ. À. Rồi ok ạ, à, từ 7 đến 28 cân 150 một bộ nào. Chị Hoa Thái cho em xin đầy đủ địa chỉ nào chị Hoa Thái ơi. Rồi quần bò này là quần bò thường chị Nghiêm Hằng nhá. Rồi áo bò nốt lông cho bé 19 kg có luôn chị ơi, đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nhá. Rồi ok chị Nguyễn Mimi cho em xin đầy đủ cho hỏi áo bò nốt lông quá. À, 2 tuổi và 7 tuổi bạn. Chị Nguyễn Mimi ơi, 2 tuổi và 7 tuổi bao nhiêu cân, cho em xin cân nặng nào chị Nguyễn Mimi ơi. Áo bò có size 15 và 26 cân nhá. Chị Thủy Ninh ơi, chị lấy màu gì cho bé chị ghi rõ giùm em chị Thủy Ninh nhá. Có 15 và 26 cân chị Thủy Ninh nào. Đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại cộng địa chỉ nào. Ok chị Tình Nguyễn ở Lâm Đồng nhá. Áo khoác bò này đủ size từ 7 đến 26 cân, đặt hàng luôn cho em đi ạ. Quần bò này 101 một quần, đủ size đủ số từ 7 đến 28 cân nhá. Mẹ nào mua 2 quần em giảm giá còn 99k một quần ạ. Rồi mấy ngày tới nơi chị ơi, miền Bắc nào, miền Bắc nào 1 đến 2 ngày, quần miền Nam nào 2 đến 3 ngày. Chị Hoàng Hồng ơi có 19 kg chị Hoàng Hồng nhá, có 19 kg nào. Chị Phạm Thị Thu Ngân ơi, rồi ok chị Phạm Thị Nu Ngân cho em xin đầy đủ địa chỉ ạ. Chị Kenny Trần lấy 2 quần 15 kg, chị Ken chị Katy Trần cho em xin đầy đủ số điện thoại ạ. Chị Nguyễn Mimi cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào chị Nguyễn Mimi nhá. Bộ bò Gucci này xả với giá là 150 một bộ đi ạ, bán 350 xả 150 nhá. Bộ bò Gucci này bán 350 xả 150 nhá. Bộ bò Gucci này bán 350 xả 150 đi ạ. Dạ không đâu chị Lan Nguyễn ơi, dạ không nhá chị Lan Nguyễn nhá. Rồi ok nào.
Rồi đặt hàng luôn cho 12 cân của chị ơi, 12 cân em ở Hà Nội. Bộ quần Gucci từ 7 đến 28 cân 350 xả 150 đi ạ. Em còn đúng 10 bộ nữa nhá, xả luôn 150 đi ạ. Xả luôn 150 bộ quần Gucci từ 7 đến 28 cân. Chị Ngọc biết cho em địa chỉ đi ạ. Bộ quần Gucci 27 cân ok chị nhá. Quần bò 8 tuổi bao nhiêu cân cho em xin cân nặng đi ạ. Rồi bộ quần Gucci này nhà em đủ size từ 7 đến 28 cân nhá. Cả nam cả nữ đều mặc được luôn. Bộ quần Gucci từ 7 đến 28 cân. 350 đang xả còn 100 rưỡi đấy ạ. Chất bò mềm mại, co giãn và không phai màu nhá. Áo bò nót lông đây, áo bò nót lông này. Chị ơi 24 cân thì có, còn 30 cân em không còn đâu chị Lê Yến ơi. Rồi quần cháu 28 cân ok Vân Phùng ơi, mình đặt mẫu gì đặt luôn cho em đi ạ. Áo khoác bò này chỉ còn size từ 7 đến 26 cân nhá. Áo khoác bò này nhà em chỉ còn size từ 7 đến 26 cân ạ. Nót lông cừu nhân tạo nhá. Đây là nót lông cừu nhân tạo, chị Trúc Nguyễn cho em địa chỉ giùm em nhá. Ok chị Kati, chị Kati Trần ạ. À. Ok chị Kati Trần ở Quảng Ngãi nhá. Rồi đặt hàng cho em xin áo bò nốt lông này xả với giá là 130 một áo bò nốt lông ạ. À. Áo bò nốt lông này xả với giá 130 một áo nhá. Bộ bò đủ size từ 7 đến 28 cân chị Hoa Phụng ơi. Bộ bò đủ size từ 7 đến 28 cân. Ok màu xám. Chị Hương Huỳnh ơi, chị Hương Duy ơi. Chị Hương Duy ơi, chị cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào chị Hương Duy ơi. Chị Quách chị Oanh Trích ơi, chị cho em xin đầy đủ địa chỉ chị Anh Trích nhá. Rồi ok nhanh tay dùm em áo khoác bò đủ size từ 7 đến 26 cân ạ. À. Xả với giá là 130 một áo khoác bò nhá. 130 một áo khoác bò non nông đây ạ. À. Đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ ạ. À. Rồi đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ ạ. À. Áo bò nốt lông xả với giá nốt lông cừu nhân tạo nhá. Được nốt lông cừu nhân tạo đi ạ. À. Một bộ Gucci 13 cân đồ ok chị Nguyễn Thủy nào. Chị Nguyễn Thủy cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ ạ. À. Một từ 7 đến 26 cân xả với giá là 131 một bộ nhá. À quần bò 9 cân ok luôn chị ơi. Chị Ánh Cơ Trường ơi, chị Ánh Cơ Trường ơi, quần bò 9 cân ok luôn nhá. Quần bò này đủ size từ 7 đến 28 cân ạ, 101 một quần nhá. Mua 2 quần em giảm giá còn 99k đấy ạ. 99k trên quần nhá. Mua 2 quần em sẽ giảm giá còn 99k trên quần. Chị lấy 2 bộ đúng không ạ? Một bộ 18 cân, một bộ 23 cân ạ. Chị Hiền Trường ơi, chị lấy 2 bộ bò Gucci đúng không ạ? Chị Hiền Trường cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nhá. Bộ Gucci này bán 350, em chỉ xả với giá 150 trong tối nay thôi. Chị Hoa Đinh ơi, chị cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào chị Hoa Đinh ơi? Bé nhà mình bao nhiêu cân ghi rõ giùm em. Ok chị Cạp Ti, chị Cạp Ti lấy một áo bò lông màu đen nữa nha. Rồi ok chị Can Ti ạ. Rồi ok chị Hiền Trường cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào chị Hiền Trường ơi. Quần bò dạ nhà em quần bò hiện tại còn đúng một mẫu này nhé chị nhá. Quần bò nhà em hiện tại đang rất là cháy ạ. Chị Cu Ti Linh ơi, nhà em có nhân viên chốt đơn cho mình chị Cu Ti Linh nhá. Rồi ok quần bò này 101 một quần, mẹ nào mua 2 quần em giảm giá còn 99k trên quần trong một nay tối nay thôi. Không có nay 2 các mẹ nhá, hôm nay em chỉ xả không có nay 2 đâu ạ. Rồi ok chị Thủy Ninh nào, mình lấy áo khoác bò 15 cân một áo 26 cân nhé. Chị Thủy Ninh ơi cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nhá mẹ Thủy Ninh nhá. Chị Nguyễn Thị Hoa ơi, bên em có nhân viên chốt đơn cho mình đi ạ. Rồi các mẹ nào đừng comment nó để bên em chốt đơn nhá. Áo không ạ, không có 30 cân rồi, không có 30 cân rồi chị Nguyễn Hạnh ơi, không có 30 cân nhá. Rồi ok, một áo cho bé 19 cân, một áo 26 cân. Chị Hoa Đinh ơi, chị cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào mẹ Hoa Đinh ơi. Rồi chị Ngọc Bích ok, chị Ngọc Bích luôn. Rồi ok, quần dài 7,5cm ok chị ơi, quần dài này có luôn nhá. Chị Vân Phùng ơi, quần này ok luôn nhá. Quần này cho bé 13 cân này, hiện tại đang rơi vào tầm 60cm rồi chị ơi. Quần này đã rơi vào tầm 75cm ạ. Chị Vân Phùng ơi, đặt hàng luôn cho em một quần là 101, lấy 2 quần là 99k chị Vân Phùng nhá. Chị Hằng Nối Mi ơi, bộ 9kg 17 tháng mặc đẹp luôn chị ơi. 9kg là mặc đẹp luôn nhá. Chị Vân Phùng lấy 2 quần cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào chị Vân Phùng ơi. Chị Hoa Đinh cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào chị Hoa Đinh ơi. Rồi ok nào chị Hoàng Hôn Buồn ơi, chị cho em xin đầy đủ địa chỉ nào chị Hoàng Bộ Buồn Buồn nhá. Lấy 2 quần 20 cân chị Mai Nhung ơi, chị cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào chị Mai Nhung nhá. Rồi mẹ nào đặt hàng cho em xin nào. Bộ bò này xả đang xả 150, 350 xả 150 nhá. Bộ bò Gucci không bong không à, sợ bò Gucci co giãn đấy ạ. 30 cân không còn đâu chị Nguyễn Hạnh ơi. Rồi bộ bò Gucci này 150 một bộ đấy ạ. 30 bộ, 30 350 xả còn 150 nhá. 350 em xả còn 150 bộ bò Gucci ạ. Cả bạn trai bạn gái đều mặc được ạ. Rồi chị Nguyễn Tuyết nào, ok chị Nguyễn Tuyết ở Thái Nguyên nhá.
Rồi áo khoác bò này xả với giá là 130 một áo khoác bò đấy ạ. Áo khoác bò này xả với giá 130. Chị Thúy Ninh cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào chị Thúy Ninh ơi. Rồi ok, hai quần 20 cân chị Mai Nhung cho em xin đầy đủ số điện thoại. Một bộ cho em một bộ xám chị Hằng Nối Mi cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ chị Hằng Nối Mi nhá. Rồi ok, 3 tuổi 15 cân lấy màu gì đấy chị Lý Nguyễn Tuyền ơi. Chị Lý Tuyền lấy bộ bò Gucci cho bé màu gì chị Lý Tuyền cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào. Ok chị Hường Hồ nhá. Lấy hai quần 26 cân Hường Hồ cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào chị Hường Hồ ơi. Cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nhá chị Hường ơi. Chị Lê Yến ơi, bên em có xỉ nhá. Bộ bò 20 cân mặc đẹp luôn. Bộ bò này đủ size từ 7 đến 28 cân vừa về hàng đấy ạ. Bộ bò này bộ bò Gucci vừa về hàng chị Mai Nhung nhá. Rồi bộ bò này xả với giá 150 một bộ đi ạ. Chất bò mềm mại, co giãn và không phai màu. Mẹ nào đặt hàng vui lòng cho em xin đầy đủ số điện thoại đi chị ạ. 19 cân mặc đẹp luôn anh Trường ơi. Áo khoác bò nông ạ, áo khoác bò còn đấy chị ơi. Áo khoác bò nốt lông cừu ạ, nốt lông cừu nhân tạo không phải lông vũ nhá. Áo khoác bò này được nốt lông cừu nhân tạo. Hôm nay em chỉ xả với giá là 130 thôi ạ. Rồi ok chị Lý Tuyền cho em xin đầy đủ số điện thoại để chỉ nhá chị Lý Tuyền nhá. Ok chị Út Xuân ạ. Ok chị Út Xuân ạ. Rồi ok chị Nguyễn Thủy cho em xin đầy đủ số điện thoại cộng địa chỉ nhá. Mẹ nào đặt hàng gì đặt luôn cho em, mẹ nào hỏi mẫu gì thì hỏi luôn cho em ạ. Tại vì mẫu mã hôm nay em xả là không còn nhiều đâu nên là mẹ nào đặt gì đặt luôn. Ok chị Cao Thị Huệ nhá, một bộ 9 cân và một bộ 28 cân màu xanh. Chị Cao Thị Huệ cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào chị Cao Thị Huệ ơi. Chị Cao Thị Huệ cho em xin đầy đủ số điện thoại chị ạ. Số lớn nhất là 28 cân ạ. Bộ bò Gucci này size lớn nhất là 28 cân nhá. Bộ bò Gucci size lớn nhất là 28 cân. Chị Cao Thị Huệ cho em xin đầy đủ số điện thoại và địa chỉ để em chốt cho mình nhá. Bộ bò này hiện tại đúng quần em còn 7 bộ nữa. Bộ bò này hiện tại đúng quần 7 bộ nữa. Mẹ nào lấy trước em chốt trước. Lấy cho em 2 bộ, 1 bộ, 2 bộ rồi ok. Chị Lý Tuyền cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nhá. Chị Lý Tuyền ơi, hôm nay mẹ nào cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ em chốt trước nhá. Rồi đặt hàng luôn cho em chị Lý Tuyền cho em xin đầy đủ số điện thoại chị ạ. Chị Cao Thị Huệ cho em xin đầy đủ số điện thoại cộng địa chỉ nhá. Rồi áo khoác bò này xả với giá là 130 một áo khoác bò đặt hàng cho em. Ok chị Hương Huy ạ. 14 cân quần nhá chị Hoàng Quân ơi, 14 cân quần ạ. Rồi ok chị Yến Hoàng cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào chị Yến Hoàng ơi. Chị Ruby Son ơi 15 cân mặc có nhá. Chị ơi 25 cân mặc size 6 nhá chị ơi, 25 cân mặc size 6 chị Mỹ Huyền nhá, 2 size 6 ạ. Rồi ok bộ bò xám 18 cân chị Hằng Hằng. Chị Hằng Hằng ơi, chị cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ ạ. Áo bò nốt lông này xả với giá là 130. Thấy Lê Hương rồi, thấy Lê Hương rồi Lê Hương ơi. Thấy Lê Hương rồi Lê Hương nhá. Mẹ nào đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại chị ạ. Chị Nắc Mắt Mưa ơi, bé nhà mình bao nhiêu cân? Áo khoác phao nhà em còn trên 15 cân đến 26 cân thôi. Rồi đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại của địa chỉ ạ. Quần bò này 101 một quần nha. Mẹ nào mua 2 quần em giảm giá còn 99k đi ạ. 101 một quần nha. Mẹ nào mua 2 quần em giảm giá còn 99k một quần ạ. Áo bò 25 cân chị Mỹ Huyền ơi, chị cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ ạ. Chị chọn màu gì chị Mỹ Huyền ơi? Rồi ok chị Hương Hồ lấy 2 quần bò ở Bà Rịa Vũng Tàu. Ok chốt Hương Hồ nhá. Mẹ nào đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại cộng địa chỉ để em chốt được không ạ? Áo khoác bò này xả với giá là 130 một áo khoác bò đặt hàng luôn cho em ạ. Áo khoác phao 10, áo khoác phao còn đúng màu xám nữa nhá. Áo khoác phao này được nốt lông vũ còn đúng màu xám nữa ạ. Còn đúng màu xám nữa thôi ạ. Rồi ok chị Nguyễn Thủy ở đâu Thái Nguyên, ghi rõ địa chỉ Thái Nguyên cho em ạ. Chị Huyền Nguyễn Huyền ơi, chị Huyền Nguyễn. Rồi ok chị Huyền Nguyễn lấy màu xanh ok. Lấy 2 bộ 2 màu 28 cân chị Lê Hương cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào chị Lê Hương ơi. Cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào chị Lê Hương ơi. Ok chị Thu Trang ơi, áo khoác da. Áo khoác da nhà em chỉ còn áo khoác da nhà em ạ. 19 cân còn 2 màu này luôn nhá. Chị lấy áo khoác da Gucci là 130 chị Thu Trang nhá. 130 một áo khoác da Gucci ạ. Ok chị Cao Thị chị Cao Thị Huệ ơi, rồi ok chị Cao Thị Huệ ở Quảng Nam nhá. Rồi nhanh tay giùm em nào, áo khoác bò này xả với giá, áo khoác phao này xả với giá là 150 một áo khoác phao siêu nhẹ và siêu ấm. Đủ size từ 15 đến 26 cân nhá. Đủ size từ 15 đến 26 cân ạ. Chị Hằng Nối Mi ơi, chị cho em xin đầy đủ số điện thoại chị ạ. Rồi ok chị Mỹ Tuyền, chị Lan Hương lấy 2 bộ cho em xin địa chỉ nhá. Chị Lê Hương ơi cho em xin đầy đủ địa chỉ ạ. Chị Hồ Thúy ơi, bé nhà mình bao nhiêu cân? Áo khoác kaki còn đúng màu vàng thôi, hết sạch rồi. Rồi từ 7 đến từ 10 nặng từ 14 đến 26 cân ạ. Áo khoác phao màu sáng từ 14 đến 26 cân nhá. Đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ ạ. Đến 26 cân thôi ạ. Áo khoác phao nốt lông vũ siêu nhẹ và siêu ấm nhá. Áo khoác phao lông vũ siêu nhẹ và siêu ấm đấy ạ.
Áo khoác phao còn đúng một màu ạ, hiện tại em đã bị hết hàng rồi ạ. Hiện tại áo khoác phao đã bị hết hàng rồi, chỉ còn đúng một màu nữa thôi nhá. Rồi áo khoác bùa này xả với giá là 100, da lộn cũng hết rồi ạ. Nhà em hiện tại đang cháy hàng thu đông ạ, nên là các mẹ đặt hàng đặt luôn cho em nhá. Hôm nay em cũng xả rất là rẻ thôi, mẹ nào đặt hàng đặt luôn cho em ạ. Rồi ok nào, ok chốt cho chị Lê Hương hai bộ bùa nhá. Bộ áo bùa đây ạ, bộ bùa Gucci này, bộ bùa Gucci này xả với giá là 130 một bộ bùa áo bùa nhá. Áo bùa nót lông này xả với giá là 130 một áo bùa nót lông đây ạ. Đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại có địa chỉ ạ. Chị Nguyễn Hoa ơi, bên em sẽ có nhân viên chốt đơn cho mình nhá, chị Nguyễn Hoa nhá. Mẹ nào hỏi mẫu gì thì hỏi luôn cho em, mẹ đặt mẫu gì đặt luôn cho em được không ạ? Mẹ nào hỏi mẫu gì thì hỏi luôn cho em, mẹ đặt mẫu gì đặt luôn cho em nhá. Được xem hàng trước trước khi đặt hàng ạ. Rồi mẹ nào đặt hàng nhanh tay áo khoác bùa này xả với giá 130 một áo, quần bùa này 101 một quần ạ. Mẹ nào đặt hai quần em sẽ giảm giá còn 99k một quần thôi nhá. Quần 26 cân của chị Ngọc Huế ơi. Quần này đủ size đủ số từ 7 đến 28 cân ạ. Quần này nhà em đủ size đủ số từ 7 đến 28 cân nhá. Quần này nhà em đủ size đủ số từ 7 đến 28 cân ạ. Ok chị Hằng nối mi ở chị ơi, 19 cân thì mình mặc size 1 hoặc size 2, nếu bé nhà mình mập thì sẽ mặc cao thì nhà mình sẽ mặc size 2, còn không thì mặc size 1 ạ. Chị Hằng nối mi ơi, cho em xin đầy đủ địa chỉ nhá, 9 cân là mặc size 2, size 1. Bộ hoa đừng nói sai. Chị Hằng nối mi cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ á. Thường thường nhà em làm cân nặng chị nhá. Thường thường thì nhà em là 9 cân thì sẽ làm size 9 cân nhá. Nhà em ít làm size theo số lắm, tại vì đôi lúc nó không chính xác. Quần mùa này là 101 một quần nhá. Mẹ nào mua hai quần em sẽ giảm giá còn 99k đấy ạ. Rồi ok chị Hồng Sương ơi, chị nhắn tin cho em để em có thể hỗ trợ mình nhá. Chị Nguyễn Sương nhá, Hồng Sương nhá, chị nhắn tin cho em đi ạ. Rồi ok nào. Đây ạ, áo bò này đây chị ơi, chị Thảo Nguyễn nhá, áo bò này xả với giá là 130 một áo bò nhá. Dạ chị Hoàng Quân ơi, áo hiện tại áo khoác con cừu nhân tạo ạ, áo khoác nốt lông cừu nhân tạo chỉ còn áo bò thôi nhá chị Hoàng Quân ơi. Áo khoác nốt lông cừu nhân tạo chỉ còn áo khoác bò thôi, từ 7 đến 26 cân thôi. Chị Lê Hương lấy hai quần bò đúng ạ? Ok chị Lê Hương nhá. Chị Lê Hương lấy hai quần bò 300. Chị Lê Hương lấy hai quần bò được miễn phí ship ạ. Chị Lê Hương rồi, ok chị Lê Hương rồi, ok chốt cho Lê Hương ạ. Rồi chị Lê Hương được miễn ship ấy. Ok chị Lê Hương nhá, mình lấy thêm hai quần bùa nữa là sẽ hai quần bộ 25 cân rồi. Ok chị Lê Hương nào. Rồi cho em một bộ bùa một áo khoác. Rồi ok. Chị An Trường cho em xin đầy đủ địa chỉ nào, chị An Trường ơi. Chị An Trường cho em xin đầy đủ địa chỉ nhá, chị An Trường nhá. Rồi ok nào, mẹ nào đặt quần bùa thì đặt luôn cho em nào. Mẹ nào hỏi mẫu gì thì hỏi luôn cho em nhá. Rồi ok. Dạ được ạ, chị Hòa Hà Thị Duy Nga ơi, chị nhắn tin cho em chị Hà Thị Duy Nga nhá. Rồi ok nào, chị Nguyễn Thủy ơi, chị để cho em rồi, để mẫu gì đây, chị Nguyễn Thủy ghi rõ giùm em nhá. Rồi ok chị Hoàng Quân ạ, chị Hoàng Quân cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào chị Hoàng Quân nhá. Chị Hoàng Quân cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ ạ. Áo dạ ép hàn hôm nay xả với giá 99k một áo dạ ép hàn chị nhá. Xả với giá là 99k một áo dạ ép hàn đi ạ. Áo dạ ép hàn xả với giá 99k một áo dạ ép hàn nhá. Mẹ nào đặt hàng nhanh tay giùm em ạ. 99k một áo dạ ép hàn, mẹ nào nhanh tay giùm em ạ. 99k một áo khoác ạ. Chị Lê Hương ơi, đơn của mình sẽ được miễn ship toàn quận về tận nhà nhá chị Lê Hương nhá. Rồi áo khoác dạ ép hàn này xả với giá 99k một áo khoác dạ ép hàn, đúng size từ 7 đến 30 cân đấy ạ. 99k một áo khoác dạ ép hàn đúng size từ 7 đến 30 cân nhá. Quần bò này không nắp lông đâu chị Ngọc Huế ơi. 99k một áo dạ ép hàn đấy ạ. Mẹ nào đặt hàng nhanh tay giùm em ạ. 99k một áo dạ ép hàn từ 7 đến 30 cân nhá. Từ 7 đến 30 cân 99k. Dạ này cả nam cả nữ đều mặc được nha chị Thúy Linh ơi. Dạ này cả nam cả nữ đều mặc được chị Thúy Linh nhá. À, dạ chị Lê Hương ơi, chị lấy bộ bùa, chị lấy bộ bùa này nào, bộ bùa Gucci vào không ạ, chị lấy bộ bùa Gucci này nào, là cùng một bộ cùng một màu nhá chị Lê Hương nhá, đây nào cùng một màu mà chị, cùng một màu nhá, hai bộ bùa xám rồi chị Lý Tuyền cho em xin đầy đủ số điện thoại để chị nào, chị Lý Tuyền ơi, bộ bùa Gucci này đang xả 150 một bộ nhá, mẹ nào đặt hàng nhanh tay giùm em ạ, 350 xả còn 150 nhá, chất bùa mềm mại dày dặn và không phai màu nhá. Chất bùa mềm mại dày dặn và không phai màu. Rồi ok chị Thịnh Tâm ạ. Chị Thịnh Tâm cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nha chị Thịnh Tâm ơi. Chị Bảo Thương Nguyễn ơi, bé 12 cân nào. Chị đặt mẫu gì cho bé chị ghi rõ giùm em nhá. 150 nhá chị Nguyễn Hạnh ơi, 150 nào. Dạ không đâu chị Ngọc Huế nhá. Áo dạ
cho bé 15 cân và 27 cân có luôn chị Thùy Linh ơi. Áo khoác dạ này đủ size từ 7 đến 30 cân chị Thùy Linh nhá. Áo khoác dạ này đủ size từ 7 đến 30 cân luôn ạ. Áo khoác dạ này em có size lớn nhá. Áo khoác dạ này sẽ mặc qua mông nhá. Rồi nhanh tay giùm em đủ size từ 7 đến 30 cân đi ạ. Đủ size từ 7 đến 30 cân nhá. Xả với giá là 99k một áo dạ ép hàn đi ạ. 99k một áo dạ ép hàn. Mẹ nào nhanh tay đặt hàng luôn để em chốt luôn nào. 99k em ở Hà Nội chị nhá. 99k một áo dạ ép hàn. Mẹ nào đặt hàng nhanh tay giùm em ạ. Áo khoác bó lót lông 19 cân chị Hoa Hồng cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào. Chị Lý Tuyền cho em xin đầy đủ địa chỉ chị Lý Tuyền nhá. Rồi áo khoác dạ này xả với giá 30k có chị ơi. Chị Chi Vi Vân ơi, áo này 30k thoải mái luôn chị Chi Vi Vân nhá. Nhà em đủ size đủ số với giá là 6 tuổi là bao nhiêu cân chị Thịnh Tâm ơi. Rồi đủ size đủ số từ 7 đến 30 cân đây. Áo khoác dạ ép hàng xả với giá 99k một áo nhá. Màu nâu, màu be và màu xanh ạ. Màu nâu, màu be và màu xanh. Cho chị hai áo. Cho mình hai áo bò lót lông màu xanh đi bạn ơi. Chị Nguyễn Mimi ơi, chị đặt cho bé bao nhiêu cân chị ghi rõ dùm em. Rồi ok chị Hoa Hồng cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nhá chị Hoa Hồng ơi. Chị Trương Thùy Dương ơi, lớp 324 cân mặc đẹp luôn ạ. Lớp 324 cân mặc đẹp nhá. Áo dạ 12 cân chị Bảo Phương Nguyễn ơi. Chị Bảo Phương Nguyễn cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nhá chị Bảo Phương Nguyễn nhá. Chị Vân Phùng cho em xin đầy đủ địa chỉ nào. Chị Nguyễn Mimi cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào chị Nguyễn Mimi nhá. Chị Thịnh Tâm ơi, 22kg mặc đẹp luôn ạ. 22kg chị Thịnh Tâm nhá. Một áo dạ cho rồi ok, màu cam cho bé 23 cân chị lấy hai quần nữa nha. Rồi ok chị Đàn Phượng nào, chị Đàn Phượng cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nha chị Đàn Phượng ơi. Chị Đàn Phượng cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nha chị Đàn Phượng nhá. Chị Đàn Phượng ơi cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nha chị Đàn Phượng ơi. Áo bộ bò Gucci này xả với giá là 130 một bộ, 150 một bộ bò Gucci nhá. Ok chị Trương Thùy Dương cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nhá. Rồi áo khoác dạ này cả nam cả nữ đều mặc được ạ. Chị Đàn Phượng cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ ạ. Rồi áo khoác dạ này xả với giá 99k một áo khoác dạ nhá. Áo khoác dạ này xả với giá 99k một áo khoác dạ. Áo khoác phao còn đúng màu xám, còn từ 15 đến 26 cân thôi chị Dương Thùy Dương nhá. Rồi ok nào, áo bộ bò Gucci này 150 một bộ bò Gucci đi ạ. 150 350 xả còn 150 thôi nhá. Bộ bò Gucci này xả với giá là 150 một bộ bò Gucci nào. Mẹ nào còn thiếu số điện thoại địa chỉ cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nhá. Rồi ok ạ, tại vì mẫu mã nhà em không còn nhiều nên là mẹ nào đặt hàng nhanh tay giùm em. Ok chị Hằng nấu mì ở Thái Nguyên nhá. Chị Lê Hương ơi, chị Lê Hương ơi, rồi ok chị Lê Hương nhá. Rồi nhà sáng mai nhà em ship sớm luôn ạ. Chị Lê Hương ơi, sáng mai nhà em ship sớm luôn chị Lê Hương nhá. Rồi chị Lê Hương ở đâu đây nhỉ? Chị Hương ơi, Quảng Ninh tầm 1 đến 2 ngày thôi chị Lê Hương nhá. Chị Lê Hương ơi, Quảng Ninh tầm 1 đến 2 ngày là mình có hàng chị Lê Hương nhá. Chị Minh ơi, 10 cân của chị lấy màu gì chị Minh Lý ơi? Áo khoác dạ này 10 cân của xả với giá 99k cả nam cả nữ đều mặc được ạ. Ok chị lấy 3 áo khoác dạ cho em xin đầy đủ số điện thoại chị ạ. Chị Oanh nhỏ Trần ơi, áo khoác dạ này có 30 cân đi ạ. Chị Đàn Phương chị thiếu số điện thoại địa chỉ, chị cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nhá chị Đàn Phương ơi. Ok chị Thịnh Tâm nào, vậy cho em một áo dạ xanh với hai bộ bò Gucci 22 cân và 15 cân. Rồi ok cho chị Thịnh Tâm ở Thanh Hóa nhá. Áo dạ 10 cân có luôn ạ, áo dạ 10 cân có chị Minh Lý nhá, đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào. Chị Hoa Hồng ơi, mình cho em xin đầy đủ địa chỉ chị Hoa Hồng nhá. Áo kaki nốt lông ạ, áo kaki nốt lông nào, chị Hoa Hồng bé bao nhiêu ký đây? Không cho cân. 19 cân ạ, 19 cân còn màu vàng nhá chị Hoa Hồng nhá. Biết quá không chị nhỉ? Hay không chốt nữa nhá. Cái gì? Kaki vàng. Tùy em cứ chốt đi. Đây ạ, còn kaki vàng thôi chị Hoa Hồng ơi. Áo khoác kaki 19 cân chỉ còn màu vàng thôi nhá. Màu vàng này em còn từ 15 đến 25 cân thôi ạ. Màu vàng này nhà em còn từ 15 đến 25 cân nhá. Kaki vàng này xả với giá nào. Kaki vàng này em đang xả với giá là 130 một áo chị Hoa Hồng nhá. 130 một áo đấy ạ. Mẹ nào còn thiếu số điện thoại địa chỉ cho em xin đầy đủ số điện thoại chị ạ. Áo khoác phao nhá. Áo khoác phao nốt lông vũ đấy ạ. Áo khoác bùi mẹ nào mua nhiều này. Chị Nguyễn Mimi rồi, ok, bé trai 14 cân và 25 cân. Rồi ok, chị Mimi ở Quảng Nam nhá. Ok, chị Mimi một quần, rồi ok, chị Mimi ạ. Thêm một cái quần cho bé trên, một xanh cho bé 23 cân, rồi ok chị ạ. Áo dạ cho bé 15 cân và 27 cân màu ghi. Chị Thủy Ninh cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nha, chị Thủy Linh nhá. Có rồi, dạ. Cho áo dạ màu ghi. Màu be đấy ạ, à? Đây này. Be à?
Đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nha. Áo khoác phao đây ạ. Áo khoác phao này đủ size từ 15 đến 26 cân nhá. 15 đến 26 cân ạ. 150 một áo nhá. Áo khoác phao 19 cân, ok chị Hoa Hồng nhá, lấy áo khoác phao 19 cân ạ. À. Áo khoác bò này xáo với giá là 130 một áo khoác bò đấy ạ. 130 một áo khoác bò đấy ạ. Đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nhá. 130 một áo khoác bò lót lông đấy ạ. Áo khoác bò này được lót lông cừu xáo với giá là 130 một áo khoác bò lót lông cừu nhá. Áo bò lót lông cừu xáo với giá là 130 một áo khoác bò lót lông cừu đấy ạ. Áo bò lót lông cừu này xả ok. Rồi ok chị ơi. Rồi chị Dài ơi, chị thông cảm dùm em. Tại vì bây giờ trễ rồi em không xuống kho này cho mình được đâu chị Hoa Hồng ơi. Không mặc vừa thì chị trả lại cho em thôi ạ. Không đúng sai đúng số thì trả lại cho em chị Hoa Hồng nhá. Nhà em đảm bảo nằm mấy năm nay rồi, mẹ yên tâm ạ. Mình lấy hai cái áo bò lót đông màu xanh, một quần màu gen đồ. Ok chị Nguyễn Mimi nhá. Rồi ok chị Nương Trần nào. Chị Nương Trần một áo dạ em và một bộ bò Gucci màu xanh 20 cân ạ. Chị Nương Trần cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào chị Nương Trần nhá. Rồi ok chị Tịnh Tâm áo dạ cho bé 22 cân nhé, bộ bùa hai màu giống nhau nhé. Rồi ok chị Tịnh Tâm nhá. Chị Nương Trần cho em xin đầy đủ số điện thoại chị ạ. Áo khoác bùa xáo với giá là 131 áo khoác bùa đấy ạ. Đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại chị ạ. 131 áo khoác bùa, đủ size đủ số từ 7 đến 26 cân nhá. Đủ size đủ số từ 7 đến 26 cân đấy ạ. Áo khoác dạ này đủ size từ 7 đến 30 cân nhá. Áo khoác dạ này đủ size từ 7 đến 30 cân. Đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ ạ. Qua mẹ nào đặt mẫu gì đặt luôn cho em, mẹ nào hỏi mẫu gì thì hỏi luôn cho em nào. Mẹ nào đặt mẫu nào đặt luôn cho em, mẹ nào hỏi mẫu gì thì hỏi luôn cho em nhá. Chị Nương Trần cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào chị Nương Trần ơi. Rồi ok nào, áo khoác dạ này xả với giá 99k nào. Dạ được nha chị Hoa Hồng ơi, được nha, chị đổi sớm cho em, đang trong thời gian giao hàng thì em không đổi được đâu ạ. Nếu mà không phải trong thời gian giao hàng thì đổi được nhá, tại vì nếu mà đóng gói mà giao hàng rồi thì không đổi được đâu nhá chị nhá. Rồi ok, lấy bộ màu ghi nhé, ok chị Tịnh Tâm nhá. Rồi ok nào, chị Nương Trần còn xem like của em cho em xin đầy đủ số điện thoại cộng địa chỉ ạ. Áo khoác dạ F 16 cân quá chị Hiền Lan ơi, có áo dạ F 16 cân nhá, cho thêm một áo khoác bò này không quá 28 cân rồi chị mẹ Lê Hương ơi, mẹ Lê Hương ơi, áo khoác bò này chỉ đến 26 cân thôi chị Lê Hương ơi, áo khoác bò này chỉ đến 26 cân thôi ạ, không quá 28 cân rồi, tiếc quá chị Lê Hương ơi. Rồi áo khoác dạ này xả với giá 99k một áo khoác dạ đấy ạ, dạ F hàn xả với giá 99k nhá, ok chị Tịnh Tâm ạ, rồi đặt hàng nhanh tay dùm em ạ. Hoa Thái nào, một áo khoác bò xanh, một quần bò ở Đồng Nai, ok, chúc cho Hoa Thái ở Đồng Nai, ok chị Nương Nương ạ. Rồi, được xem hàng trước khi thanh toán được không ạ? Các mẹ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhá. Rồi ok chị Lê Hương nhá. Rồi ok ạ, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán được không ạ? Các mẹ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán được không ạ? Rồi ok nhá. Rồi mẹ nào đặt mẫu gì nữa không? Mẹ nào hỏi mẫu gì thì hỏi luôn cho em. Các mẹ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán được không ạ? Mẹ nào hỏi mẫu gì thì hỏi luôn cho em. Cho mình xem áo trai 16 cân ạ. 16 cân có luôn chị ơi, 16 cân size to luôn này một xíu nữa nhá. 16 cân size to luôn này một xíu nữa ạ. 99k màu nâu đất 15 cân đồ ok. Nhung chiều cho em xin đầy đủ địa chỉ nào. Áo khoác dạ ép hàn xả với giá 99k nhá. Qua mẹ nào đặt mẫu gì, mẹ nào hỏi mẫu gì thì hỏi luôn cho em nào. Mẹ nào đặt mẫu gì, mẹ nào hỏi mẫu gì thì hỏi luôn cho em ạ. Áo phao em còn đúng một màu này thôi ạ, từ 15 nhá. Áo khoác phao này còn từ 15 đến 26 cân thôi ạ. Áo khoác phao này 150 một áo khoác phao nhá. Dạ chị Hoa Hồng ơi, đơn hàng trên 500k thì mình sẽ được miễn ship ạ. Đơn hàng trên 500k thì mình sẽ được miễn ship nhá. Áo kaki thì hiện tại nhà em đã gần hết hàng rồi nên là chắc em sẽ không chốt áo kaki nữa đâu ạ. Áo kaki thì có một số mẹ đặt trước rồi ạ. Nên là chị thông cảm giúp em, áo khoác kaki đang bị cháy hàng nhá. Rồi áo khoác gió không có đâu ạ, còn mẹ nào hỏi mẫu nào, mẹ nào đặt mẫu nào luôn không ạ? Không, nếu không có mẹ nào đặt mẫu nào hay mẹ nào hỏi mẫu nào thì em xin phép là nghỉ nay để chốt đơn cho các mẹ được không ạ? Mẹ nào đặt mẫu nào, mẹ nào hỏi mẫu nào thì có thể nhắn tin cho em qua Messenger để em tư vấn size số cụ thể cho các mẹ nhá. Rồi ạ, nếu không có mẹ nào đặt mẫu nào thì em xin phép là nghỉ nay đây để chốt đơn cho các mẹ được không ạ? Rồi ạ, em chào các mẹ nhá. Mẹ nào muốn mua mẫu nào thì có thể nhắn tin cho em qua Messenger nhá. Rồi ok, em chào các mẹ. Rồi ơi, lên quần bò em lên rồi mà chị ơi, áo khoác dạ đây ạ, áo khoác dạ này 99k chị Ngọc Ánh ơi, 99k một áo nhá, 99k. Chị Vân Phùng ơi, quần bò em nay rồi mà, em lên quần bò cho mình rồi mà chị ơi. Chị Nương Thị Hà Lương nào, ok chị Nương Thị Hà Lương cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào. Cho mình một bộ bò Gucci màu xanh, một quần bò màu xanh, một áo khoác bò lót lông màu xanh cho bé 28 cân ạ. 28 cân thì áo bò lót lông không còn đâu chị ơi.
Chị ơi, chị ơi, chị Lương Thị Hà Lương ơi, áo bùa 28 cân không còn rồi ạ. Chị Lương Hà Lương ơi, chị đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nhá, chị Lương Hà Lương nhá. Áo khoác dạ này xả với giá là 99k một áo khoác dạ, màu nâu đất, màu be và màu xanh nhá. Rồi ok, chị Liên Hoàng cho em xin đầy từ 7 đến 30 cân chị Ngọc Ánh ơi. Quần có size 15 ký chị ơi, quần này có size 15 ký nhá. Quần có size 15kg chị ơi, quần này nhà em đủ size từ 7 đến 28kg ạ. Chị Ngọc Biên ơi, quần này đủ size từ 7 đến 28 cân, ok chị Nhung Chiều nhá. Quần này đủ size từ 7 đến 28 cân, 101 một quần nhá. Mẹ nào đặt hàng nhanh tay dùm em ạ. 101 một quần, mẹ nào đặt 2 quần thì em giảm giá còn 99k nhá. 101 một quần ạ, mẹ nào đặt 2 quần thì em giảm giá còn 99k một quần thôi ạ. 101 một quần nhá, mẹ nào đặt 2 quần thì em giảm giá còn 99k. Áo bò nót lông của 23 cân chị ạ. Chị Hoa Nguyễn ơi, áo bò nót lông của 23 cân chị Hoa Nguyễn nhá. Với giá là 130 một áo ạ. Áo bò nót lông cừu nhân tạo ạ. Áo bò nót lông cừu 30 cân không còn rồi chị Thanh Dung ơi. Chị Hoa Nguyễn ơi, chị lấy áo bò cho bé, chị cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nhẹ nhá. 150 chị Tuyết ơi. Chị Tuyết Trần Thanh ơi, 150 nhá. Đây là áo khoác bò nót lông cừu xả với giá là 130 một áo ạ. 130 một áo khoác nón lông cừu xả với giá 130, đủ size từ 7 đến 26 cân nhá. Đủ size từ 7 đến 26 cân. Ok chị Nương Thị Thanh Nương ạ. Ở Long An nhá. Rồi ok là áo này cả con trai con gái đều mặc được, xả với giá 130, đủ size từ 7 đến 26 cân ạ. Chị Hoa Nguyễn ơi, bé nhà mình 23 cân nhà em có luôn nhá. Đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ ạ. Đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại chị nào. Con mẹ nào hỏi mẫu nào thì hỏi luôn cho em nào. Mẹ đặt mẫu nào đặt luôn cho em nhá. Mẹ nào hỏi mẫu nào thì hỏi luôn cho em ạ. Mẹ đặt mẫu nào đặt luôn cho em nào. Dạ ship toàn quốc 30k chị Lý Tuyền nhá. Còn mẹ nào hỏi mẫu gì thì hỏi luôn cho em ạ. Nếu không còn mẹ nào hỏi mẫu gì thì em xin phép nghỉ nay để chốt đơn nhá. Chị Nhung Chiều ơi, bộ bò nhà em còn ạ, 150 một bộ nhá. Còn chắc là còn mấy bộ nữa thôi ạ. Nhung Chiều ơi, bé nhà mình bao nhiêu cân ạ? 30 cân không có nhá. Rồi đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào. Chị Nương Trần cho em xin đầy đủ địa chỉ nhá. Rồi ạ, bộ bò này với giá là 150 một bộ đấy ạ. 350 xả 150 nhá, bộ bò Gucci đấy ạ. 350 xả 150 nhá. Rồi đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào. 350 xả 150 đấy ạ. Bộ bò này đủ size từ 7 đến 28 cân ạ. Đủ size từ 7 đến 28 cân nhá, bộ bò Gucci ạ. Đặt hàng rồi ok chị Hạnh Ngọc cho em xin đầy đủ địa chỉ nhá. Chị Hạnh Ngọc ơi, cho em xin đầy đủ địa chỉ được không ạ? Con mẹ nào hỏi mẫu nào thì hỏi luôn cho em, mẹ đặt mẫu nào đặt luôn cho em nhá. Nếu không còn mẹ nào đặt mẫu nào hay hỏi mẫu nào thì em xin phép là nghỉ nay để chốt đơn cho các chị được không ạ? Em xin phép là nghỉ nay để chốt đơn cho các chị nhá. Tại vì là hàng nhà em cũng sắp hết rồi ạ. Mẫu mã cũng sắp hết rồi nên là em xin phép nghỉ nay để chốt đơn cho các chị ạ. Mẹ nào muốn đặt mẫu nào, muốn hỏi mẫu nào thì có thể nhắn tin cho em qua Messenger để tư vấn size số cụ thể nhá. Chị Ngọc Biên cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào chị Ngọc Biên ơi. Chị Ngọc Biên cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nhá chị Ngọc Biên nhá. Chị Ngọc Biên cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nhá chị Ngọc Biên ơi. Rồi ok chị Hoa Nguyễn ạ, cho em địa chỉ chị Hoa Nguyễn ơi. Rồi xanh 23 ký rồi ok, số điện thoại rồi địa chỉ luôn nhá. Chị Ngọc Biên, chị cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nhá chị Ngọc Biên ơi. Rồi ok nào chị Minh Trà ơi. Chị Minh Trà nhắn tin cho em chị Minh Trà nhá. Áo khoác da ok, áo khoác bò nốt lông xả với giá 130 một áo bò nốt lông út nhỏ ơi. Chị Hạnh Ngọc cho em xin đầy đủ địa chỉ đi ạ. Áo bò nốt lông xả 130 nhá. Áo bò nốt lông thì xả 130 một áo đi ạ. Đủ size từ 7 đến 28 cân, đủ size từ 7 đến 26 cân nhá. Áo bò nốt lông đủ size từ 7 đến 26 cân đi ạ. Với giá là 130 một áo bò nốt lông nhá. Út nhỏ ơi có 13 ký ạ, 130 chị út nhỏ nhá. Rồi mẹ nào còn thiếu số điện thoại địa chỉ cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào. Mẹ nào còn thiếu số điện thoại địa chỉ cho em xin đầy đủ số điện thoại cộng địa chỉ để em chốt nhá. Mẹ nào còn thiếu số điện thoại địa chỉ cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào. Chị Ngọc Biên ơi, mình cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nhá mẹ Ngọc Biên nhá. Rồi ok nào, bộ bò là 150 chị Hoàng Ngọc Cường ơi. Bộ bò Gucci là 150 ạ. Em đang xả rẻ còn 150 nhá. Đây ạ, bộ bò Gucci này 150 chị Hoàng Ngọc Cường nhá. Đủ size đủ số từ 7 đến 28 cân ạ. Chị Hoàng Ngọc ơi, bộ bò Gucci này 350 em đang xả còn 150, hiện tại còn đúng 7 bộ nữa nhá. Hiện tại em còn đúng 7 bộ nữa thôi ạ. 150 một bộ bò Gucci, đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nhá. 150 một bộ đi ạ. Từ 7 đến 28 cân 350 ạ. Em còn đúng 7 bộ nữa, em xả lốt 150 nhá. Áo khoác da đây ạ, áo khoác da Gucci xả với giá 130 một áo khoác da Gucci đây ạ. Áo khoác da Gucci này 130 một áo khoác da Gucci ạ.
Có bộ nặng 14 cân của chị Nguyễn Hà ơi, chị lấy bộ Gucci đi ạ. Rồi áo khoác da này xá với giá là 130 một áo khoác da Gucci. Áo khoác da Gucci màu nâu này em đang xá với giá 130 một áo khoác da Gucci nhá. Áo khoác da màu nâu này nhà em còn từ 10 đến 25 cân. Áo khoác da màu đen này còn từ 25 đến từ 17 đến 25 cân ạ. À. Em đang xá 130. Ok chị Hoa Nguyễn ở Quảng Ninh nhá. Trời ơi mình ở Hạ Long hả? Thích vậy. Em chưa được đi Hạ Long. Em chưa được đi Hạ Long, kêu Hạ Long đẹp lắm. Rồi áo khoác phao ạ, còn nhưng mà còn size áo khoác phao còn đúng một màu xám thôi mẹ nhá. Mẹ đặt hàng đặt luôn cho em nào, mẹ nào hỏi mẫu gì thì hỏi luôn cho em nhá. Nếu không mà mẹ nào hỏi mẫu gì đặt mẫu gì thì em xin phép nghỉ nay để chốt đơn nhá. Áo khoác phao từ 15 đến 26 cân đi ạ. Áo khoác phao màu xám nhá, từ 15 đến 26 cân nhá. Từ 15 đến 26 cân với giá là 130 một áo đấy ạ. 130 một áo khoác phao nhá, 130 một áo khoác phao đấy ạ. Mình lấy hai màu đúng rồi. Ok chị Hoa Nguyễn lấy áo khoác bò hai màu. Ok chị Ngọc Biên nhá ở tỉnh Đồng Nai ạ. Áo khoác da có hai màu, màu đen và màu xám ạ. Màu đen và màu nâu nhá. Chị Út nhỏ ơi, màu đen và màu nâu ạ. Không ạ, áo lót giữ nhiệt thì nhà em không có đâu ạ. Áo khoác phao này nhà em đủ size từ 7 đến 26 cân nhá. Áo khoác phao này đủ size từ 15 đến 26 cân ạ. Từ 15 đến 26 cân, 150 một áo khoác phao nhá. Chị Hường Hồ ơi, có bé mười mấy cân ạ? Bé 12 cân của áo khoác bò nhá. Được mót lông cừu nhân tạo đấy ạ. Chị Hường Hồ ơi, có áo khoác bò được mót lông cừu nhân tạo thôi chị Hường Hồ nhá. Chị Hường Hồ ơi, có áo khoác bò được mót lông cừu nhân tạo ạ. Áo khoác bò này em đang xả với giá 130 một áo thôi ạ. Chị Hường Hồ đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nhá chị Hường Hồ nhá. Hường Hồ ơi, áo khoác bò này được mót lông cừu nhân tạo đấy ạ. Bên trong được mót lông cừu nhân tạo cực ấm rồi chị, 12 cân chỉ còn áo này thôi ạ. Cả trai cả gái đều mặc được chị Hường Hồ nhá. Còn mẹ nào hỏi mẫu gì, còn mẹ nào đặt mẫu gì đặt luôn cho em nào. Nếu không còn mẹ nào hỏi mẫu gì hay mẹ nào đặt mẫu gì thì em xin phép là nghỉ nay để chốt đơn nhá. Không mẹ nào hỏi mẫu nào thì em xin phép là nghỉ nay để chốt đơn cho các chị đi ạ. Rồi mẹ nào đặt mẫu nào thì có thể nhắn tin cho em qua Messenger để em tư vấn xe số cụ thể ạ. Rồi chị Hoa Nguyễn, ok chị Hoa Nguyễn nhá. Chị Hoa Nguyễn cho em xin đầy, ok chị Hoa Nguyễn ạ. Rồi nào, ok bộ mùa. Bộ bò 150 chị Nguyễn Hà ơi, bộ bò Gucci là 150 một bộ nhá chị Nguyễn Hà nhá. Bộ bò Gucci là 150 một ấy ạ. Dạ không có rồi chị Hường Hồ nhá. Rồi ok chị Mộc Trà cho em xin đầy đủ địa chỉ nhá. Mẹ Mộc Trà ơi, chị Hà Trường cho em xin đầy đủ địa chỉ ạ. Bộ bò này 150 một bộ bò Gucci nhá. Bộ bò Gucci này 150 là một bộ bò Gucci đấy ạ. Đủ size đủ số ạ. Mà kaki thì chắc là em không biết đâu, cái này thì phải do bên thiết kế chị ơi, bên thiết kế bên em nhá. Họ quyết định về thì nó sẽ có hàng thôi, còn bên em thì em bên bán hàng thì em không biết ạ. Tại vì cái này phụ thuộc mẫu mã thì em không quyết định được ạ. Mẫu mã thì phải bên do bên bên kho và bên thiết kế cơ chị Hồ Thủy nhá. Em cũng không biết là khi nào về được ạ. Rồi áo của bộ bò này xá với giá là 150 một bộ đạp bò đấy ạ. Đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại chị ạ. Chị Mộc Trà cho em xin đầy đủ địa chỉ nào. Rồi mẹ nào đặt mẫu gì đặt luôn cho em, mẹ nào hỏi mẫu gì thì hỏi luôn cho em ạ. Rồi ok Út nhỏ cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nha chị Út nhỏ ơi. Cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nha chị Út nhỏ ơi. Rồi còn mẹ nào hỏi mẫu nào hỏi luôn. Hết rồi, hết kaki rồi mẹ ơi. Kaki em đang bị cháy hàng trầm trọng rồi đây ạ. Rồi còn mẹ nào hỏi mẫu gì thì hỏi luôn cho em, mẹ đặt mẫu gì đặt luôn cho em nào. Cho em xin đầy đủ số điện thoại cộng địa chỉ nhá. Rồi ok nào, nếu không có mẹ nào đặt mẫu gì đặt hỏi mẫu gì thì em xin phép là nghỉ nay để chốt đơn nhá. Rồi ok chị Hồ Thùy, có gì em nhắn tin cho chị Hồ Thùy nhá. Tại vì là có thể cũng không về nữa cũng nên. Cho em xem bộ bò 25 cân ạ. Bộ bò này đủ size đủ số từ 7 đến 25 cân nhá. 25 cân thì bộ này lớn hơn ạ. Bộ này hiện tại là 15 cân chị nhá. Chị Thu Hiền nhá. Tại vì là bây giờ tối rồi, em thật sự là em không xuống lấy từng mẫu cho mình được đâu ạ. Tại vì là hàng hóa nhà em để dưới kho bây giờ cũng khá là muộn rồi đấy ạ. Chị lấy thì lấy cho em thôi, còn nhà em đủ size đủ số nhá. Đảm bảo đúng size đúng số cho mình ạ. Rồi còn mẹ nào hỏi mẫu gì, không hỏi mẫu gì nữa thì em xin phép nghỉ nay để chốt đơn cho mình nhá. Mẹ nào muốn mua mẫu gì, muốn hỏi mẫu gì thì có thể nhắn tin cho em qua Messenger để em tư vấn size số cụ thể luôn nhá. Rồi ok ạ, bây giờ em sẽ xin phép là nghỉ nay để chốt đơn, tại vì mẫu mã nhà em cũng sắp hết rồi ạ. Nên là em sẽ xin phép nghỉ nay để chốt đơn cho các chị nhá. Rồi ok, em chào các mẹ.